Dạ vâng, em thông cho anh em thì hôm nay em về cái máy bơm xe của hãng Ryobi, và máy này mới 100% mình mua trong Home Depot về nha anh em. Vâng, và nó chưa khui luôn. Hàng này hàng new 100%, và nó là maximum là 150 PSI. Đấy. Thì sử dụng chung pin 18V của anh em. Anh em đã có pin 18V thì mình sẽ sử dụng chung của sinh thái của Ryobi. Thì em này nó từ Mỹ về, sử dụng chung pin của Úc cũng vẫn được. Thì em sẽ khui ra, những anh em nào đam mê hàng mới và hàng new từ Mỹ về thì liên hệ em Tùng 0962 232 180. Rồi thì nó đi kèm với ba cái ống để bơm bơm hơi, bơm banh, rồi bơm bong bóng. Có ba cái bơm bong bóng, bơm banh và bơm xe hơi. Bơm xe hơi vẫn được nha anh em. Bên Mỹ họ bơm xe hơi vẫn được, và hàng Mỹ về, cái chứng nhận UL, hàng new có mã số các kiểu. Vâng, và thân máy này giá của nó là 1.300.000, và nó là đồng hồ điện tử. Những anh em hàng Úc á, thì nó đồng hồ cơ, còn đây là đồng hồ điện tử. Hàng này new, vừa khui ra luôn. Đấy. Rồi, đây là cái ống hơi. Thì những anh em nào muốn chưa có pin á, thì mình mua một máy một pin này, và một sạc này. Một máy một pin, một sạc. Sạc này từ Mỹ về 120V và pin từ Mỹ về luôn. Thì giá của nó là 2.300.000, 2.300.000 có cái máy bán đinh. Và những anh em khi mà mua pin sạc rồi thì có pin sạc thì mình sẽ mua máy khoan, máy vít đồ là các kiểu về sử dụng chung. Rồi, đây là cái máy mình sẽ cho anh em xem. Nó có đồng hồ nha anh em, đồng hồ điện tử, và rất là ít hàng new từ Mỹ về như thế này. Đây, mình bấm lại nha. Lên rất là nhanh nha. Và theo dõi kênh của mình. Thân máy giá của nó là 1.300.000, và máy pin sạc giá của nó là 2.300.000. Em Tùng cảm ơn anh em.